Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com. Và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2016. Trong clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc sập gỗ hương với mã số 200516, tức là ngày 20 tháng 5 năm 16. Thì kính thưa quý vị, là đây là gỗ hương đá của Nam Phi. Với cái phần vân là đẹp đặc biệt, bởi vì là nhà hương hiện nay có hai dòng là gỗ hương Lào và hương Nam Phi. Nhưng mà hương Lào thì chất cũng rất là đanh tốt, nhưng mà vân thì rất là mờ nhạt, cho nên là mà giá thành lại cao, cho nên chúng tôi là chỉ khai thác mà làm những cái sản phẩm này bằng gỗ ngũ, gỗ cẩm lai và gỗ hương Nam Phi. Hương Nam Phi thì nó cũng lại chia ra làm mấy nhóm. Có những loại thì không nặng lắm, nhưng cái loại hương đá này thì vân đã đẹp và cực kỳ nặng luôn. Có thể nói là nặng gấp rưỡi gỗ hương Lào. Với lý do bình thường là một cái mặt này hương Lào thì có thể 4 người khiêng được. Nhưng mà với cái mặt bằng gỗ hương đá này thì bê trên đường bằng thì phải 6 đến 8 người. Mà đưa lên ô tô thì chắc phải 10 người mới đẩy lên được. Nó nặng vô cùng luôn. Không biết là nó nặng đến cỡ nào, nhưng mà những người thợ của tôi trong khi thi công là rất vất vả, và chuyển từ xưởng này sang xưởng kia thì phải nhờ rất nhiều người mới đẩy lên được cái ô tô. Cho nên cái này quý vị cứ nhắc là có cái sập gỗ hương đá của hương đá Trọn Vân của Nam Phi là tôi sẽ nhớ ra ngay. Thì thưa quý vị, là từ nãy giờ tôi lia là quý vị nhìn thấy là cái vân của nó đanh như thế nào đây. Vân đẹp vô cùng luôn, tất cả chỗ nào cũng đẹp. Vì chúng tôi đã có những cái sản phẩm gỗ vụ Trọn Vân đặc sắc có tiếng từ năm ngoái đến giờ, nhưng mà không ăn thua gì với cái hàng hương đá này. Ngay như một cái ví dụ nữa là một cái dạ sập. Như cái dạ tiền này, ở đây cái sập này là dạ là chân vuông 24 và cổ và dạ của nó là 3 bề cổ liền. Thì mỗi một cái dạ này theo thông thường bằng gỗ vụ là 2 người khiêng, nhưng mà ở cái dạ này thì thường là phải từ 3 đến 4 người khiêng. Nó quá nặng luôn. Bản thân kỹ sư Đức là cũng là người bê vác chuyên nghiệp, nhưng mà thấy là 2 người bê thì nó quá nặng, thường phải gọi thêm hai người phụ nữ khác để hỗ trợ vào khiêng một cái dạ này. Nếu như quý vị mà không quen bê thì thậm chí đến 10 người đưa lên cái ô tô còn thấy đưa lên cái mặt này lên ô tô cũng cảm thấy rất là khó khăn. Nó quá nặng luôn. Và cái này thì tôi đang từ từ lia máy để quý vị xem là từ cái chân hậu đến dạ hồi đây, chỗ nào vân cũng đẹp. Tôi sẽ ra bật thêm ngọn đèn nữa. Hiện nay tôi đang quay tại tầng 2 khu B. À quên, xin lỗi, tầng 1 khu B. Giờ tôi bật thêm cái ngọn điện này để cho nó. Nó sáng thêm. Quý vị chỉ cần nhìn cái vân nó là quý vị đã hình dung cái vân xanh, và trên cái nền hanh vàng cái này quý vị đã thấy là cái độ đanh của cái gỗ như thế nào. Và vì nó rất lì rất nặng cho nên là hàng mọng mượt, và nếu mà khi chúng ta bê ấy, mà chạm tay vào những cái đầu của các cái đầu mọng, những cái nơi mà các cái vết chặt nó còn sắc cạnh ấy, thì cảm thấy như là mình sờ con dao. Nó đanh, nó cứng như sắt luôn. Không hiểu là cái gỗ mọc ở rừng núi nào mà lại đanh mà nặng như thế. Và trong khi cái hàng mà vân thì đẹp đặc biệt, có những nơi người ta còn giả là bán gỗ ta bởi vì nó quá đẹp hơn, quá đanh. Thế nhưng mà cái này ấy, giả sử là gỗ ta thì cái này thì cũng phải
gần 100 triệu rồi. Nhưng bản thân cái này bằng gỗ hương Trọn Vân này thì chúng tôi, hương đá Trọn Vân này chúng tôi cũng chỉ bán với giá trên 60 triệu một chút. Đấy, thế thì quý vị hình dung là hàng đã đẹp chuẩn mà lại giá rất hợp lý. Và đây là cái hàng mà kích thước mặt là 1m8 nhân với 2m2 và chiều cao là chừng hơn 60 phân. Với cái dạ này ba bề là đều là ba dạ này đều xẻ 10 phân và cái mặt này là đang xẻ 8 phân. Tức là gỗ thì đã đanh nặng nhưng mà chúng tôi cũng làm theo cái cỡ dày nữa. Cho nên bản thân nó đã nặng thì nó lại càng thêm nặng. Vì thông thường những cái sập gỗ gụ thì trường chỉ làm dày 7 phân thôi, hoặc gần 7 phân. Còn cái ván này là chúng tôi xẻ 2 phân. Tóm lại là những cái sản phẩm này quý vị đã bỏ tiền ra mua thì không được gì phải suy nghĩ cả. Chỉ còn mỗi một suy nghĩ là nó quá nặng trong quá trình di chuyển. Thì chắc là chỉ để ở tầng 1 mà thôi. Cái này thì không tài nào bê lên trên tầng 2 được. Dù cầu thang có nặng đến mấy, có rộng đến mấy. Trừ trường hợp là huy động hơn chục người khỏe lực lưỡng và cầu thang rộng như là cầu thang nhà tôi đây. Đang rộng 1m6 đây. Thì đi nghiêng và tìm mọi cách để đưa lên thì may ra lên được. Chứ còn nó quá nặng. Không biết di chuyển bằng cách nào. Chúng tôi thì những sản phẩm thì luôn luôn công khai ở trên trang youtube.com/ đồ gỗ Đức Hiền, và đôi khi cũng gặp những chuyện khó xử, bởi vì chẳng hạn trước đây có những người bạn, những khách thân quen đã mua những sập gỗ gụ với cái phần vân so với gỗ gụ đã là quá đẹp, và cũng với cái mức giá thậm chí có những cái sập đã lên đến 80-90 triệu. Nhưng mà so với cái sập gỗ hương này thì không ăn thua gì cả. Vì nó quá đẹp, quá nặng, mà lì, đanh. Tuy nhiên như có lần tôi đã nói, trong những cái trường hợp tôi bán các cái bộ ghế, tất cả chúng ta phải chấp nhận là một cái sự tùy duyên. Tức là đến duyên ai là người đấy được hưởng. Cái này về mặt kỹ thuật thì chúng tôi có thể là cố gắng làm tốt làm đẹp ở mọi lúc. Nhưng riêng về cái chất gỗ thì luôn luôn là cái vấn đề không đoán trước được. Ví dụ những cái bộ ghế hương vân xưa thì từ đầu năm đến giờ hầu như không có. Năm ngoái tôi làm được độ gần chục bộ, nhưng năm nay từ đầu năm đến giờ chưa được bộ nào đạt 10 điểm, chỉ toàn đạt được đến 9 điểm mà thôi. Thì đã đến lúc cái cánh rừng đó không về nữa. Thế trong đó về cái sập vụ Trần Vân thì hiện nay tôi vẫn đang có, và bây giờ lại có cả sập cẩm lai một lá Trọn Vân, và bây giờ có cả sưu tầm được cả gỗ hương đá Trọn Vân với cái vân đẹp đặc biệt thế này. Như vậy tất cả là tùy duyên. Đến duyên ai thì người đấy được cái sản phẩm ưng ý. Còn nhà sản xuất chúng tôi thì giống như người bán vàng, cứ nhập được gỗ rẻ thì ta bán rẻ, nếu đến khi gỗ tăng thì lại bán tăng, cũng không biết làm thế nào. Và bán được càng nhiều thì càng có cơ hội để phát triển và lại càng đông khách. Hiện nay như quý vị quan sát đây là phần dạ và chân là đang đậm hơn. Tuy nhiên là cũng có người muốn giữ cái phần nguyên bản như thế này. Phần bản là đang hơi sáng hơn. Còn nếu quý khách muốn nó dịu xuống thì chúng tôi cân lại một chút là nó sẽ đều luôn. Cho nên cái việc này là sẽ chúng tôi thường là cứ để nguyên bản, xong là đợi ý kiến của khách hàng. Khách hàng
yêu cầu như thế nào là chúng tôi sẽ phục vụ như vậy. Cho thời điểm này là trên mặt này là nguyên bản màu của gỗ thiên nhiên, vân quá đẹp và vô cùng nét luôn. Xin quý vị một chút thời gian truy cập vào đogỗduochiền.com. Thực ra đây là trang website chính chúng tôi, nhưng mà chắc khoảng hơn một năm nay cũng chưa có điều kiện để soạn lại, bởi vì hàng họ liên miên và trực tiếp kỹ sư Đức là người quản trị cái trang này thì cũng bận rộn ở những cái công việc từ gỗ lạt, chỉ huy thợ thuyền, rồi thì bê vác, rồi thì đưa hàng lên xe, rồi trả lời khách hàng, vân vân, bận tối mặt tối mũi. Nhiều trường hợp quý khách cũng chê trách là chưa được chu đáo trong vấn đề quản trị trang web, để cái thông tin nó chưa được đầy đủ, thì Đức Hiền cũng xin quý khách thật là thông cảm. Và cũng báo cáo quý khách luôn là hiện nay những cái clip của chúng tôi cũng như những các thông tin về các cái sản phẩm của tôi là nó rất là nhiều, và quý khách có nhu cầu hỏi giá hay là hỏi thêm thông tin gì cứ điện thẳng vào số điện thoại 0984 666 999, từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, bất kể buổi trưa, lúc nào kỹ sư Đức cũng sẵn sàng trả lời quý vị. Và do có trường hợp là nhiều khách hàng thấy gọi nhiều lần cũng không được thì sẽ nhắn tin lại cho tôi và tôi sẽ gọi lại, hoặc là nhắn tin vào số Zalo 0967 666 111, Zalo, Viber, thì trong khi thấy, hoặc là nhắn tin vào Facebook, tìm Facebook Đồ Gỗ Đức Hiền với số điện thoại như trên thì tôi sẽ trả lời, tức là sẽ có 3-4 kênh để tiếp nhận thông tin quý vị. Còn nếu quý vị hỏi trực tiếp ở trên clip thì chưa chắc tôi đã trả lời được. Thứ nhất là cũng không phải lúc nào tôi cũng mở ra để tôi xem. Thứ hai là không trả lời trực tiếp ở trên clip được, bởi vì nếu tôi trả lời giá ngay trên clip thì nhỡ đến lúc sau 1-2 năm mà gỗ lạt thay đổi thì cái giá nó cũng biến động theo, cho nên là chúng tôi sợ là không quản trị kịp, tránh tình trạng chẳng hạn như báo trước sập này là 60 triệu, sau này nó lên đến 65 triệu thì lúc đấy không biết ăn nói với quý khách như thế nào. Còn thời điểm giá hiện nay thì như cái sập này chúng tôi cũng xin báo giá sơ bộ đến quý khách là chỉ hơn 60 triệu một chút. Và ngoài ra thì hiện nay chúng tôi vẫn đang chuẩn bị dựng tiếp một chiếc sập hương đá Nam Phi, mà cái sập này vân còn đẹp hơn chiếc sập lúc nãy và lại là tứ diện. Đây là hình ảnh vẫn còn đang nguyên mộc của nó. Và cái sập này kích thước là 1m75 x 2m15 với cái phần vân vô cùng ấn tượng. Đây vẫn đang mộc nên là quý vị trông nó chưa được rõ lắm. Khi nào xong thì chúng tôi sẽ tiếp tục quay lên để phục vụ quý vị. Đây cái chân đây. Nói chung là vân gỗ thì kinh khủng, kể cả từ trong bụng trong vân cũng rất đẹp luôn. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã theo dõi, và Đức Hiền đang phấn đấu để quý vị cứ nói đến sập đẹp là sẽ nghĩ đến Đức Hiền. Bởi vì ở đây, chẳng hạn đây chiếc sập bằng cẩm lai một lá đây, 1m95 x 2m51 đây, vân cực kỳ đẹp. Có điều là chúng tôi còn đang chưa làm hoàn chỉnh, đây vẫn để hàng đống đây, vẫn chưa kịp đánh nhẵn rồi sơn lên rồi thì chẳng hạn như những cái sập này thành phẩm rồi thì chúng tôi còn giới thiệu lên. Còn những cái nó chưa xong là cũng chưa muốn giới thiệu. Đức Hiền xin cảm ơn và xin mời quý khách bớt chút thời gian về làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để thăm đồ gỗ Đức Hiền. Đây, làng Mộc Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, đồ gỗ Đức Hiền, thiên nhiên vạn đại. Trên hình ảnh đây chính là khu A của chúng tôi.
là 6 tầng, mỗi tầng 200 m². Còn cái nơi mà tôi đang đứng đây chính là khu B. Đây là tầng 1 khu B và tôi đang đứng chính giữa đây. Khu B là sâu 40 m và rộng 5 m. Mỗi một tầng là 200 m² và lên 4 tầng. Như quý vị thấy là Đức Hiền đã giới thiệu sản phẩm là sẽ quay trực tiếp và thường là quay ở phía trước hoặc là phía trong cửa hàng luôn. Tránh tình trạng là có những đơn vị là cũng không có hàng, những cái giới thiệu hình ảnh, thậm chí có những cái website tôi kiểm tra là một số đơn vị lại còn lấy cái hình ảnh của đồ Đức Hiền chúng tôi. Bởi vì không phải lúc nào chúng tôi cũng nhớ ra để mà đưa cái mác này vào. Có trường hợp là mình ngẫu hứng thấy ở đang lắp lên phía trước sân thấy đẹp là rút máy ra là chụp luôn. Cho nên là có trường hợp là tôi để cái chiếc điện thoại màu xanh, hoặc tôi để bàn tay vào, hoặc thậm chí quay bản thân chính mặt mình vào để mọi người nhận ra đúng là sản phẩm của mình. Đây là kỹ sư Đức đang chào quý vị đây. Tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau.